Xin được chào đón tất cả mọi người ạ. Thì ngày hôm nay như thế này mọi người ạ. Nội dung ngày hôm nay thì muốn chia sẻ đến anh em một cái video như này. Thì hiện tại thì ở cái khu vực mà em đang để ong đây, thì chủ nhà đấy cũng có một số đàn, mấy đàn, nhưng mà hiện tại thì đây anh em hôm nay thì muốn chia sẻ đến cái cách nuôi ong của chú đây. Thì nuôi như này thì thực ra là đây là nuôi theo kiểu cách hoàn toàn tự nhiên anh em nhé. Thế nhưng nó có một cái chút vấn đề. Đó chính là cái việc mà anh em, thứ nhất là không có ván ngăn đi anh em này. Nên là cái đầu tiên mà nhìn thấy, để yên em zoom cho mọi người nhìn thấy nha. Đấy, cái đàn ong mà nó, cái thứ nhất là chú này thì chú cũng không có chân tầng. Đấy, cái thứ hai nữa là chú không có ván ngăn. Và cái thứ ba nữa là chú nuôi ong chú không để thước. Cho nên chính vì vậy mà cái đàn ong như vậy thì nó gặp phải cái vấn đề. Đó là gì? Cái vấn đề thứ nhất là anh em nhìn thấy không? Mật nó về nhiều cho nên là nó xây linh tinh lên, cho nên là khi mà mình mở ra thì nó rất là khó khăn với cái việc kiểm tra đàn ong anh em ạ. Đấy. Anh em thấy không? Khi mình mở ra cái là bắt đầu nó đụng vào. Thế thì con ong nó cứ xây linh tinh ra đây này, mọi người nhìn thấy nó còn đang xây cả ra ngoài nắp đây. Đàn ong này là một đàn ong rất là mạnh đây anh em này. Anh em mọi người, em mở cho mọi người, nó xây trên nắp rất là nhiều luôn đây mọi người thấy không? Đấy. Đây ví dụ như này. Cái nắp của nó đây này mọi người nhìn thấy không? Đây chính là cái mà cái việc mà anh em nuôi ong thường hay mới là một là không hay gặp phải. Chính là cái hiện tượng mà một là không hay kiểm tra, cho nên để cái đàn ong nó phát triển. Phát triển sau đó là mình không quản lý được nó. Thì nó mới dẫn đến cái hiện tượng là nó xây linh tinh ra ngoài rất là nhiều. Cho nên nó rất là lãng phí cái đàn ong. Ví dụ như cái đàn ong này đáng lý ra là mình lao cầu thì nó có thể nó lên tới 5-6 cầu rồi. Thế nhưng mà ở đây vì là mình không kiểm tra thường xuyên. Đấy, cái thứ hai là chú cũng, thực ra thì nói thật là chú cũng mới, cho nên là có những cái mà chú cũng chưa hiểu rõ về con ong. Nên là đấy là cái lý do thứ hai, cho nên là nó dẫn đến cái việc nó xây linh tinh như vậy. Cái thứ ba nữa là hiện tại anh em nhìn thấy có một cái hiện tượng là đây này, mọi người nhìn đây này, là cái khoảng cách đặt cầu ong nó rất là quan trọng anh em nhé. Tại sao cái đàn ong nó cứ xây linh tinh như thế này? Bởi vì là cái khoảng cách, thực ra là như nói với mọi người rồi, là người nuôi ong là anh em phải biết cái khoảng cách của nó, chỉ để cái này anh em để nó khoảng 0,5-0,6 thôi. Đấy. Thế còn đến cái mùa hè thì mình bình thường là cái khoảng cách 0,6 nó là khoảng cách tiêu chuẩn rồi. Thế mà vì là mình để cái khoảng cách giữa các cái cầu, nó xà cầu nó cách xa như này, cho nên là con ong bắt đầu nó cứ xây lẫn lộn ở bên trong, bắt đầu nó cứ dính từ cầu nọ sang cầu kia, cho nên cái đàn ong này nuôi nó rất là vất vả. Cho nên đôi khi cứ ra mở là bắt đầu nó đụng đến đàn ong. Nó đụng đến đàn ong như vậy thì nó dẫn đến cái hiện tượng là ong nó đốt. Rất là ghê mọi người ạ. Cho nên đàn ong vừa mới mở ra cái là bắt đầu nó cứ quấn vào, nó theo người nó đốt. Thì đấy chính là cái lý do mà nó dẫn đến cái hiện tượng là mình nuôi ong là cái khoảng cách của cái đàn ong, cái cầu ong nó rất là quan trọng anh em ạ. Vì sao mà người ta nuôi, người ta để những cái cầu ong nó phẳng nó đẹp? Bởi vì là cái khoảng cách giữa cái cầu nọ cầu kia nó chỉ 0,5 đến 0,6 thôi. Thế nhưng vì đây có những đến khoảng cách nó đến hơn 1 cm, cho nên là nó rất là xa như vậy. Thì con ong bản tính của nó là nó cứ hở đến đâu là nó xây, nó vít lại đến đấy. Cho nên đây chính là cái lý do mà nó dẫn đến đàn ong nhà mình cứ mở ra là đụng vào là nó hung dữ, nó đốt người. Thì đây là những cái bài học mà cũng rất là nhiều người mắc phải anh em ạ. Đấy, đặc biệt là những anh em mới nuôi. Đấy thì tất nhiên là đây thì nói chung là ở đây thì chú nuôi theo kiểu là nuôi hoàn toàn tự nhiên anh em ạ. Chứ cũng không quay, không ấy gì cả, cho nên là nó mới gặp phải những hiện tượng như này. Đấy. Cho nên hôm nay thì mình vào đây mình xem thì mình thấy cái hiện tượng này thì mình chia sẻ để cho mọi người, anh em mà những người mới nuôi ong thì thấy được những cái như thế này để anh em tránh. Đấy anh em nhá. Cho nên là cái nội dung ngày hôm nay thì cũng muốn chia sẻ đến anh em cái câu chuyện của cái đàn ong này. Là cái khoảng cách giữa cái cầu nọ với cầu kia. Và cái thứ nữa là phải chia sẻ với anh em là nuôi ong thì có ván thước ngăn. Có ván ngăn là một, cái thứ hai là phải có thước. Thước kẹp vào giữa cái cầu nọ cầu kia. Cái nữa là cái khoảng cách giữa cầu nọ với cầu kia thì anh em cứ đặt cho mình 0,5. Mùa này nó lạnh lạnh như này thì anh em đặt 0,4-0,5 thôi. Đấy. Cho nên là mở ra mọi người thấy không, đàn ong nó rất là hung dữ. Cái tấn công người rất là ghê. Tất nhiên là đàn này nó rất là mạnh rồi. Cho nên là cái thứ hai nữa là bây giờ thì bắt đầu nó có mật rồi. Đấy, bản tính của con ong bắt đầu nó có mật là nó giữ mật, nó giữ tổ rất là hung, cho nên là nó lao, nó tấn công người, nó đốt người. Thì vì vậy mà ở đây thì mình đang chia sẻ cái cách là để nuôi ong, nuôi theo kiểu hiện đại chứ không phải là nuôi theo kiểu truyền thống như này nữa rồi. Đấy. Thì nội dung ngày hôm nay thì cũng muốn gửi đến anh em những cái mà mình thấy cái hiện tượng này nha anh em nhá. Thì chú đang nhờ mình lao cầu cho chú ấy, nhưng mà thực ra cái đàn ong này nói chung bây giờ là rất là khó khăn ấy.
Bởi vì cứ đụng vào như này mà nó bửa cái mặt ra cái là bắt đầu là con ong nó dựng hết lên là nó đốt, nó giữ mặt. Cho nên là cũng muốn chia sẻ đến anh em tại sao mà mình nuôi ong chỉ cần 3 cầu, 4 cầu thôi. Nó rất là nhàn. Thế còn thứ nữa là cái thùng nó rất là quan trọng. Ví dụ cái thùng nó to thì đàn ong nó sẽ ít chia đàn. Ví dụ như cái đàn này thì sớm muộn là nó sẽ làm mũ nó chia đàn này. Đấy. Cho nên đàn này mà từ nay đến lúc mật thì chắc chắn là nó sẽ làm mũ để nó chia đàn anh em nhé. Thì đấy là cái mà cũng muốn nói với anh em là cái việc mà nuôi ong nó cái đặc điểm sinh học của con ong là nhiều khi mình phải nắm được cái đặc điểm sinh học của nó thì mình xử lý nó mới dễ được anh em ạ. Đấy, thấy không? Mặc dù là mình dùng khói lửa nhưng mà khi những đàn ong này nó rất là hung, rất là dữ. Gặp những cái đàn ong như này nuôi nó rất là vất vả luôn mọi người ạ. Cho nên nhiều khi là cứ đụng vào nó đốt cho nên nó không dám thò đến để mà xử lý cái đàn ong. Đúng không ạ? Mà những cái đàn nó đã hung cái này rồi, nó khói lửa nó không chống lại được với nó anh em ạ. Đấy. Chú có cái ít nước, lấy cho anh xin tí nước. Anh em thấy không, nó còn bâu cả vào mặt con. Ghê luôn anh em ạ. Để thấy được cái hiệu ứng của cái việc mà nuôi ong như thế kiểu như này này anh em này. Ôi nội dung này gặp phải chia sẻ với anh em như thế nhá anh em nhá. Đàn ong này bây giờ thì ngoài cái việc khói lửa ra không ổn thì cũng đành phải dùng nước thôi. Để mà xử lý nó thôi chứ còn không có nước thì cũng hơi căng anh em ạ. Nước thì nó ướt cánh thì con ong sẽ hạn chế nó đốt. Vì đàn ong nó đã mạnh như này thì mình dùng nước thì nó thoải mái, mình không có gì mình phải sợ cả. Đây này anh em thấy không, mật nó rất là ghê luôn anh em ạ. Nhiều mật lắm luôn ấy. Thôi cứ để từ từ chờ chứ nó hạ hỏa đi tí thì mới mó vào nó được anh em ạ. Chứ bây giờ mà cứ càng mó vào nó bây giờ là nó càng hung hăng lên. Cho nên là đành phải từ từ phải chờ nó để xử lý được nó đã. À ngu nhỉ.